Thưa quý vị, cứ mỗi khi vào đầu năm học là phụ huynh nào cũng đều phải lo lắng, tính toán xem năm nay phải nộp bao nhiêu tiền vào trường cho con. Không phải chỉ là học phí, các khoản đóng góp đầu năm còn là tiền xây dựng, tiền quỹ phụ huynh, tiền bảo hiểm, vân vân và vân vân, rất nhiều những khoản tiền khác nhau. Vâng, quả đúng là như vậy. Nếu theo quy định của ngành thì tổng số tiền đã không phải là nhỏ, đặc biệt là đối với những gia đình khó khăn. Thế nhưng không ít trường thì còn lạm thu, thu quá quy định, thu không minh bạch. Tuy nhiên, các phụ huynh hoặc là không biết, hoặc là biết nhưng buộc phải chấp nhận, không muốn gây phiền phức vì con mình còn học ở trong trường. Nỗi bức xúc về lạm thu là có thật và khá mạnh mẽ trong cộng đồng các vị phụ huynh và giáo viên. Vâng, thế nhưng số người dám nói, dám phản đối, dám lên tiếng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và câu chuyện ở trường trung học cơ sở Ba Đình ở Hà Nội sẽ là một ví dụ. Theo quy định, mức thu cơ sở vật chất bán trú đối với học sinh trung học cơ sở không quá 100.000 đồng trên một năm một học sinh. Tuy nhiên, tháng 7 năm 2014, trường trung học cơ sở Ba Đình đã thu của mỗi học sinh bán trú 500.000 đồng tiền cơ sở vật chất ban đầu. Sau đó, do một số giáo viên phản ánh nên nhà trường đã trả lại 400.000 đồng cho mỗi phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, vào trước đó, năm học 2013-2014, khoản thu này cũng đã nhận được những thắc mắc. Cái khoản mà thu cơ sở vật chất ban đầu tiên là 500.000, sau đó bổ sung thêm 100.000 nữa là tổng 600. Thì cái đấy thì tôi có hỏi lại cô chủ nhiệm khóa trước thì cũng là nói là có thu. Nhưng mà đến năm sau tôi chủ nhiệm là năm đấy là năm học 2014-2015, thì các con lúc đấy đã lên lớp 7 rồi. Thì lúc đấy bắt đầu mới có thông tin là khóa dưới là được trả lại khoảng 400.000 từ cái khoản thu đấy. Thu 500 đầu ban đầu cơ sở vật chất. Thì các con mà tôi chủ nhiệm năm đấy thì hiện tại cái thời điểm tôi chủ nhiệm là không hề được trả lại. Cũng theo quy định của ngành giáo dục đào tạo Hà Nội, việc thu hỗ trợ giáo dục dạy nghề và thi nghề đối với học sinh khối 9 là 40.000 đồng trên một học sinh. Thế nhưng trường trung học cơ sở Ba Đình Hà Nội trong 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015 đã thu 200.000 đồng trên một học sinh. Dù theo báo cáo của nhà trường thì việc này phụ huynh đã đồng ý, nhưng chính các phụ huynh cũng không biết rõ. Chị là người đi họp và không có cái nội đấy trong cái nội dung cuộc họp của trưởng ban phụ huynh các lớp. Đấy mà chỉ có bắt đầu cuộc họp thì cô giáo chủ nhiệm lớp 9 y là yêu cầu rằng là nhà trường đề nghị, thì còn nhà trường ban giám hiệu hay ai đề nghị cái chuyện đấy thì chị không biết. Nhưng khi họp xong chị có xuống gặp cô Bình và chị chỉ có đề nghị cô Bình rằng là thực ra chúng tôi chỉ là phụ huynh nên là đề nghị cô là cho một cái văn bản thu để chúng tôi cuối học kỳ chúng tôi báo cáo lại phụ huynh. Và cô Bình đồng ý, nhưng mà nói tóm lại là đến buổi họp cuối năm thì cũng không có cái gì để bọn chị báo cáo lại. Cô Bình mà vị phụ huynh này nhắc đến được cho là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Ba Đình. Điều đáng chú ý là kể cả 40.000 đồng trong tổng số 200.000 đồng của mỗi em học sinh đóng góp đó cũng không được sử dụng như mục đích của nó là hỗ trợ giáo viên dạy nghề. Bản thân chúng tôi là những giáo viên dạy nghề thì không hề có cái bồi dưỡng nào từ cái phần thu tiền đấy. Mà đồng chí Bình quy định đấy là trong 19 tiết chúng tôi bắt buộc phải dạy. Ngoài khoản tiền học phí theo quy định đối với các cấp học khác nhau, thì đầu mỗi năm học, những khoản thu như tiền xây dựng trường, tiền đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, tiền điều hòa, tiền nước uống, tiền hỗ trợ các câu lạc bộ, tiền phụ huynh lớp, tiền phụ huynh nhà trường, tiền phụ đạo, v.v. luôn khiến các phụ huynh đau đầu. Thế nhưng không phải ai cũng dám lên tiếng. Cái này thì nó rất là khó để mà thay đổi tư tưởng phụ huynh, bởi vì họ muốn là con em họ không bị để ý đến này. Muốn là tốt nhất, điều kiện tốt nhất, bây giờ lại lên tiếng nói để phản đối thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến con cái họ trong nhà trường, bởi vì là cái số mà dám nói thì rất là ít. Nó thật là nhiều gia đình bắt buộc phải đóng, người ta cũng không dám có ý kiến, bởi vì rằng một ý kiến nhỏ nhoi không thay đổi được gì. Nhưng mà khi mà vì nó không phải là một cái quỹ phụ huynh, nó cộng rất nhiều khoản đầu năm, thì nhiều gia đình là thực sự ra là rất là khó khăn. Trước mỗi cuộc họp, nhà trường có phổ biến với cả chúng tôi, cả ban phụ huynh, sau đó lên trên lớp là chỉ gọi là đọc cái khoản và tổng thu, đâu không để lại văn bản, cũng không để lại một cái gì cả. Thì điều đấy là có xảy ra. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có kết luận chỉ rõ cái sai, cái đúng của trường trung học cơ sở Ba Đình trong việc thu chi các năm học trước đây. Thế nhưng để có kết luận đó, người giáo viên này đã phải chịu tiếng, chịu áp lực là đi tố cáo cấp trên suốt hơn một năm cùng bao nước mắt. Còn những phụ huynh cũng phải chờ khi con mình đã ra khỏi trường mới dám trả lời phỏng vấn của chúng tôi.